6. Phẩm tùy hỷ hồi hướng, bấy giờ Đại Bồ Tát Từ Thị bảo cụ thọ thiện hiện. Đại Đức, các Đại Bồ Tát đã có sự tùy hỷ hồi hướng tương ưng với các việc phước nghiệp. Những việc phước nghiệp do bố thí, trì giới, tu tập vân vân đối với các hữu tình khác là tối tôn, là thù thắng, là tôn quý, là cao đẹp, là nhiệm màu, là vi diệu, là vô thượng, là trên hết, không gì hơn, không gì sánh bằng. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện hỏi Đại Bồ Tát Từ Thị. Các Đại Bồ Tát đã khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, duyên theo vô lượng vô biên vô số thế giới khắp mười phương không thể nghĩ bàn. Mỗi mỗi thế giới không thể nghĩ bàn, có vô lượng vô biên vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, các đường qua lại các cõi, chấm dứt sự hí luận. Đã vào cảnh giới vô dư y bát tiết bàn, từ lúc mới phát tâm, cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Tuần tự như vậy, cho đến khi nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn, cho đến khi chánh pháp diệt. Trong khoảng thời gian đó, tất cả giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn và căn lành đều tương ưng với sáu pháp ba la mật đa, hoặc căn lành tương ưng với công đức viên mãn của Phật, hoặc căn lành tương ưng với lực vô úy, hoặc căn lành tương ưng với thần thông ba la mật đa, hoặc căn lành tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoặc căn lành tương ưng với đại nguyện ba la mật đa, hoặc căn lành tương ưng với trí nhất thiết trí, hoặc căn lành